nó lỡ giờ rồi, quýnh luôn đi. Lên gối nè. Duy, tiếp Duy. Tao bị cấp đồ, đang cấp đồ. Tao giữ vợ cho, xong vô. Xử nó cho tao. Đưa vợ ra tao cầm Duy. Cho nó một cú karate cho tao. Được rồi. Xong vô Duy, tiêu diệt nó. Buồn như khóc luôn á. Tội nghiệp. Trời ơi, bây giờ còn chơi bấu nữa chứ ông nội ơi. Trời ơi, nó du khống mày á. Đúng cái gì. Vỗ đi cho em vỗ nó. Vỗ vỗ mạnh lên cho. Vỗ mạnh lên. Sang lên mọi người. Đừng có như vậy. Đừng học anh em. Chưa. Trời ơi, em muốn lộn. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ủa mọi người chơi gì kỳ vậy? Đánh nó, 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 đ